Hello everyone, hello the world out there. This is Tan. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Hello to you all. Ladies and gentlemen, it's me, Tan, right here again in Australia. Yes, under these circumstances, a lot of people are worries, panics, or a lot of things happening in their mind because of this coronavirus and the COVID-19 affecting everywhere and yes, making a lot of people panic. Yes, but life, it keep move on and keep move on. Is that right, ladies and gentlemen? And it's never stopped anywhere. Like I said on the previous live stream or the on the last few live stream, ladies and gentlemen, every single thing in this world, they all have two sides. Okay, in a worse economic downturn, they also another side where is the best opportunity for the people who know how to take it in. Yes, it's always like that. Just like a COVID-19. Making people panics, making people worry, and they might need to prepare themselves by bought a lot of food. A lot of people go shopping and buy things. They're afraid that there will be no food when they isolated or something. But it's end up, you know, creating a lot of demand, which is creating a lot of opportunity for the business owner. So this, you see, this is two-sided, okay? Where the people are worried, the people are panic and everything, they're gonna spending a lot of money. But they're creating the opportunity for the shop owner who are actually take the opportunity and creating more sale and bringing more income for them to. Yes, it's always being like that. Having said that, ladies and gentlemen, what we're talking about here today, I want to share a little bit because people keep asking what is all we do is about because of maybe they don't have time to to research more, so they request me to share a little bit of what we thought about the current situation or current financial situation right now, how things go. So I will I will share a little bit about the currency situation, how the money are changing and stuff like that. So hang on, give me a second here, ladies and gentlemen. This is the changing of the money system, ladies and gentlemen. Hang on. Okay, ladies and gentlemen, when we're talking about cryptocurrency or digital money or the money system, you always want to find it is a right opportunity to be in. Yes, it is something that happening right now, or it is already happened in the past 10 or 20 years in the past, or it might be take another 50 years to come. It's too long to or too early for us to jump in, and we have to wait for a long period of time or something like that, you know. So we need to come back to the money system and find out the history and how they're changing and whether it's the right opportunity right now for us. So ladies and gentlemen, I'd like to share a little bit before the money, what happened, they're actually a barter system where the exchange between the two products, right? Just like you have an apple, I actually have a rice, a handful of rice, we can exchange each other. But what happened if you have an apple, I give you a rice, you don't want a rice, you want a knife to cut the apple or something. Right, so what happened? I have to bring in my handful of rice, go and swap with someone and get the knife back to swap with you. So it's getting a little bit complicated. It's not easy to exchange. This is why
Later you see we have goal at the central things to transfer or swap thing with other thing, right? So what we goal is not a very clear value, not easy to just say. If you give someone an apple, expect them to give you a piece of gold, they need to cut into a little piece, so it's not easy, right? So this is why we actually have a coins money come afterward. And this coin money getting heavier. If you buy some small thing, it's easy. But what happened, ladies and gentlemen, if you want to buy something big like a house, you have to bring the whole truck of coins for making payment, which is ridiculous. This is creating a lot of hard work. Imagine you are counting the coins for the whole truck. Maybe it takes you days and days to counting it. So we have paper money come on board. And yes, today is very popular and people are still using cash money, ladies and gentlemen. However, cash money is uncontrollable right now, ladies and gentlemen. It's actually, it's very hard to control this money. People are hiding money in the bed, or they might be digging hole and hiding the money. Money are lost everywhere because people are keeping it and don't want to spending it. So the government start losing the money. Money mean go around, but people keep it in one spot. It's uncontrollable now. So it's also dangerous because people can use in cash, buying weapons and do terror everywhere, which is can't trace up. So it's very hard with this cash money. People might high tax. What happened if someone work and get paid in cash and they don't declare it, which mean they're not paying tax and the government have no income, which is no good for the country. So also, you know, for the businessman, it's very hard to transfer money to overseas with this sort of cash, right? So if you do business and you want to pay overseas, then you need to transfer this money, send it to overseas. What you're gonna do? Shipping the whole bundle of cash. So it's very hard with this cash for trading. Yeah, so this is why lately you see this is money coming, you know, where you can transfer overseas, right? You can transfer it, and yes, with this money can help a little bit solving some of the problem. However, this credit card creating a lot of debt, ladies and gentlemen, and also for the businessman, you have to rely to the bank. What if the bank closed? You can't do business. You see, so you see how the money keep changing. But every single time it's changed, it's become a little bit better and better, right? Lately, you see what happened, the digital currency come out. And with this digital currency, we're helping people to transfer money fast, right? Transfer overseas fast, unlimited, and you don't rely to the bank. It's a lot of good thing happening, right? From this cryptocurrency. Ladies and gentlemen, when people don't understand about cryptocurrency, let me share you another screen. Another screen that I got here. You see, this is the market of the cryptocurrency, ladies and gentlemen. This is back in a few years ago. It's an old article already. You know how the man just buying $27 of Bitcoin long times ago, and then after 4 years, wow, he forget about it. After 4 years, when the coin value go up, he turned that $27 into 886,000. This is how people making good money and very good money at the right opportunity. You know, sometimes yes, we need to work smart and just work hard. And yes, we have to find the right opportunity, and it is a right opportunity for us.
So when last time I do the research, lady and gentlemen, we go into the website and yes, we're seeing something like this, lady and gentlemen. Why the Reserve Bank of Australia would want to create a digital Australian dollars. And this is this article actually back in November 2nd, 2017. Here, this is what they're looking at here, ladies and gentlemen. So the Reserve Bank could join or been approached by someone, and they're actually trying to get ready and start up with creating the new digital currency here, knowing at, that, you see, it stands for Digital Australian Dollars. Wow. And this is back in 2017, ladies and gentlemen. This article wrote back in about 4 years, 3 years ago. And wow, until today, I'm not sure a lot of people knowing this, ladies and gentlemen. When we're asking a lot of the question to a lot of people, not a lot of people actually knowing about this. And what happened, just say if, if the government, this is Tyler in Australia only, just say if the government are creating everything in the background, all the law, regulation, tax purpose, everything fit into the box, and then just say in next 6 months, they introduce this cryptocurrency to the country. And by then, if anyone have that plastic money, you have to bring to the bank or wherever, to convert them into cryptocurrency. Otherwise, that piece of paper, that piece of money will worth like a piece of paper. So what happened? So it's forcing all of us have to go there and exchange our paper money into cryptocurrency. Yeah. If not, then that piece of money will worth like a piece of paper or plastic. So what happened if you have a lot of money there, that piece of paper or plastic there that you hold in your hand? Wow, I know that if someone have that much of money bringing to the bank, the first question the bank will asking, hey, where this money come from? Prove it. You know, if you do business, yes, you know the proof. If you are safe for 10 years or 20 years along, how can you prove it? But if you are proving this money are clean, not under the table, or not selling drugs for us, or whatever, you know, the reason is, then they might ask you another question. Hey, this money been paying tax yet? So it's a lot of things that they can ask, and that's the purpose of this cryptocurrency coming. What does that mean about? Because of the what? The government is, they want to control the money. They want to see where the money come from and where the money going to. So ladies and gentlemen, you need to prepare before it's happened, right? So if it's, we wait for everything happen and we go into it, it's too late, right? So we need to prepare to that. So when we're talking about the cryptocurrency, digital money, nowadays, you go into the website or go into the internet and then you click in cryptocurrency or digital money, that will come up with over 2,000 different coins out there. And what is the best? The best, because everyone now should know the market, where is that heading to, right? So you want to be part of it. And when you go there, you see, wow, so many. And what are you going to choose? Which one you going to be? Want to be part of us? You don't want to choose the wrong one, right? So, ladies and gentlemen, I want to show you the next site here. This is Christine Lagarde. She actually one of the CEO of the central bank. Okay, so it was the top lady in central bank, one of the Europe's central bank. And one of her speech here, she's talking about she need a stable coin, right? She need a stable coin, right?
So you can go into here and click her name, and you can read a lot of opportunity about cryptocurrency and talking about, you know, what coin you need to get. So what does that mean by stable coin? Whatever the coin are based on exchange, the coin are actually just for exchange online, then their price is can't be stable. It's always up and down, up and down. It's like a chainsaw. It's always up and down. It's never stay at the stable price. So what happened with this the coin that not stable? That means the merchant, the business, the shop owner will afraid to accept it, afraid of using it, because you don't want to send a product or selling the product accepting that coins or that part of cryptocurrency today for maybe $100. The next day, that coin drop half price, you're losing $50. You don't want to be like that. So that's why we need a stable coin. Stable coin means the coin with the price are stable and gradually they go up. It's slow, but it's secure. It's not the coin up and down all the time. Yes, it's up, you're making money. But if it drop, you're losing money. All right? So here we go. The stable coin, you mean to have a lot of demand, a lot of people using it, the coin, and then we're creating the real demand of the coin, and it will be keep the price stable. This is where a one coin coming and jumping all about. A one coin is one of the cryptocurrency where we're trying to pushing and bringing more demand into the coins, more usability. And by that, we introduce a deal shaker platform. Ladies and gentlemen, the coin with usability, we're creating more demand. And with our digital platform called deal shaker for shopping and stuff, so you can using your digital exchange with product online, and that will be creating the coin with the best value, and it contain the long-term value. It's not something like today you introduce a coin into the exchange and then no one use it, then the value keep dropping and dropping, and then they die out because no one need it anymore. The value keep decreasing. So this is what all about of our coins, one coins. We selling. I want to make it clear to all of you to take note. In our one coin, we definitely don't sell coin, okay? We're not selling coins. We don't sell any financial instrument, but we're selling the education pack, all right? In one life, we are one lifer. We don't sell coins. We're selling education packages. In these education packages, people have the ability go into one academy and study in one academy website. In the meantime, company give you the option to request for a free tokens, and this free token will mining the one coin for us. So what happened, ladies and gentlemen, we have the knowledge, right? We have the ability to study, but in the meantime, we also have the assets come along with it, the free assets come along with it, and that coin can be used in the deal shaker. And ladies and gentlemen, look at this. This is what I got from one of our Sydney Expo or our Sydney Digital Fair a few weeks ago. Beautiful sunglasses, right? It's a week one coin usability, ladies and gentlemen. Look, I will share here with you. This is the website in the deal shaker, and the deal is on. The deal is also active right now, ladies and gentlemen. I can copy and paste you the link so you can go here. In this, you can see, wow, it's a very rare sunglasses, ladies and gentlemen. Most of them is only one of kinds. It's not like multiple of kinds, okay? So it's very rare. If you want to, you can go to here and check,
or you can talk to the merchant or ask the merchant before you get any deal, okay? The sunglasses look so cool, so beautiful, lady and gentlemen. And yes, the fashion, okay, beautiful. I got it with one coin. The coin that can be used, lady and gentlemen, the usability. So this is why I say the coin need to be have usability, creating more demand, which means it's say for long term. And people who keep not understand, hey, they say, wow, when you go online, you check about one coin, you check about one life or something, and they come up with a scam message. Yes, yes. You know why? Because out one coin, one life, we have actually 3.6 million members around the world, 196 different countries, ladies and gentlemen. And yes, we have the whole community out there. For the media people or for someone want to make money online or someone want to attract people come and click on their website, what they do, they want to write something about us. They want to write something that attract people come and click into their website. So every single one click that people go and click into their website, they count one. But what if we got 3.6 million members each go out and introduce one another new people, come and research about our company, and the mentality of the people, they want to research the bad side first and then go to the good side. All right. So what they do, they will go to a website and they just, what scam about OneCoin? Oh, wow. They will come up with their website and then you click into it. 3.6 million people click into it. They must count 3.6 million click. They're bringing their website to the advertising company. It's like, wow, my website attracts 3.6 million members here. It's a very busy traffic. You want to advertise it in here. That's how people are making money, ladies and gentlemen. But I'm asking, is there any proof? Any proof from any article out there saying that OneCoin is scam and they have proof for it? Okay. But one thing I want to let all of you know, OneCoin's been around for 5 years, ladies and gentlemen. And you reckon if the scam company can survive for the last 5 years, right? And if something wrong, it's only take you a month to close you down, ladies and gentlemen. If you do something wrong, only take you about a month for the process of get everything done and close your company down. But we are able to survive for more than 5 years, ladies and gentlemen, and that telling something, okay? And if we, the OneCoin want to close down, they actually closed out long, long times ago, and they want to scan your money, they can close down long times ago. They don't need to fight until today. And because of what they do, they fight until today for this project to be success, that give me a good feeling, telling me that the company really want this project to be success. So please, working together, if you need to find out anything or anything about this, you can contact me or text me or just go to our messenger, One Life Australia, contact me and I will go through with you, give you more information, okay? Thank you very much, ladies and gentlemen. I will do a different, give me an opportunity, say a few words in Vietnamese. Chào tất cả các cô chú anh chị em nha. Thành hiện giờ thì đang ở tại Úc. Hiện nay thì không còn bay nhảy được nữa vì COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều. Coi như là máy bay không còn bay nữa, cho nên Thành phải ở lại tại Adelaide cùng với anh em đẩy mạnh thị trường ở tại bên Úc của chúng ta. Quý vị, rất nhiều người hỏi Thành lý do tại sao hiện nay dòng tiền thay đổi nhiều thế, lý do và đường bước như thế nào, tương lai sẽ như thế nào, cơ hội sẽ ra sao, rất nhiều thứ, nhiều câu hỏi, cho nên Thành làm một cái video ngắn này để đem đến cho quý vị một vài câu trả lời như hồi nãy Thành có share để Thành coi lại cái Thành có share ở đây. Quý vị nhìn thấy nè,
Thì nói về thị trường của tiền thì tất nhiên không ai có thể sống mà không cần tiền, đúng không ạ? Nhưng mà dòng tiền nó thay đổi, nó có phải là một cái cơ hội cho chúng ta bước vào đúng thời điểm hay không? Đặc biệt là tiền điện tử, nó có phải là cái thời hiện tại đang phát triển, hay là nó đã phát triển qua rồi, mình đã chậm trễ quá rồi, hoặc là nó cần phải 10 năm, 20 năm nữa nó mới phát triển? Mình giàu thì còn sớm quá, đúng không ạ? Cho nên trước khi đi sâu vào vấn đề này thì Thành đã trở về, tại quá khứ của Thành thì làm trong ngân hàng, cho nên Thành về lĩnh vực tài chính cho ngân hàng, cho nên thường hay những gì tìm hiểu thì Thành luôn luôn tìm hiểu về cái gốc của nó, về coi về đúng cái đồng tiền của nó như thế nào, có phải là cái cơ hội hiện tại hay không. Cho nên Thành trở về với một cái quá khứ lịch sử khi trước khi tiền ra đời thì nó sẽ như thế nào. Thì thời xưa đó quý vị, khi tiền trước khi tiền ra đời thì người ta chỉ giao dịch hai sản phẩm với nhau thôi. Thí dụ như là ai đó có một trái táo và ai đó có một nắm gạo thì mình có thể trao đổi hàng hóa trao đổi với nhau thôi, không cần tiền. Nhưng mà thí dụ như người có trái táo chỉ cần cây dao để cắt trái táo, không có cần nắm gạo, thì làm sao cái người có nắm gạo phải đi đổi lại cây dao ở chỗ nào đó rồi đem cây dao lại mới đổi lại trái táo, đúng không ạ? Đó là thời xưa trước khi tiền ra đời thì họ sử dụng bằng hình thức như thế. Nhưng mà nó rất là khó, đúng không? Nó hơi lu bu lộng cộng, đúng không ạ? Chính vì vậy thì sau này mình mới có vàng, mình lấy vàng là một cái điểm tựa chung để trao đổi cho tất cả những cái sản phẩm khác. Thì sau khi thí dụ như vàng, mua một cục vàng lớn mà muốn trao đổi với một vật dụng nhỏ thì mình phải cắt cái vàng đó ra một miếng nhỏ để mình trả cho người ta, đúng không ạ? Nhưng mà thì làm sao để có thể có được cái độ chính xác được khi cắt ra từng mảnh nhỏ? Thì nó không có được chính xác cho lắm. Cho nên sau này mình mới bắt đầu có tiền bạc cắt đó quý vị, đúng không? Tiền bạc cắt thì tiền bạc cắt nó nói lên được cái độ chính xác, nhưng mà nó rất là nặng, đúng không ạ? Đi đâu cũng phải cầm một nắm tiền bạc cắt để trả cho người ta, mua đồ chứ, để trả cho người ta. Những cái vật dụng nhỏ thì không sao, nhưng nếu mà mình nói đến đầu tư về xe cộ, bất động sản, những cái vật dụng lớn đi, thì mỗi lần mua một căn nhà không lẽ mình phải đem nguyên một chiếc xe sắt bằng tiền bạc cắt để đi trả, thì đó là những cái sự khó khăn vận chuyển, đúng không? Nặng nề. Thì sau này mình mới bắt đầu có tiền giấy. Thì tiền giấy quý vị, tiền giấy nó rất là thịnh hành cho tới ngày hôm nay, mọi người đều sử dụng tiền giấy. Nhưng tiền giấy tiếng Anh nó kêu là uncontrollable, có nghĩa là nó không có được nhà nước á, không có control được cái đồng tiền nữa rồi, không có quán xuyến được nổi nó nữa, tại vì người ta giữ tiền, người ta không có được không có muốn xài nó, giữ nó một chỗ thì tiền nó cứ mắc, hoặc là người ta xài vào những nơi bậy bạ, hoặc là người ta có thể dùng tiền giấy mua vũ khí khủng bố đất nước đủ thứ. Nó có nhiều người dùng tiền giấy đó, ví dụ như ai đó làm cho ai được trả bằng tiền mặt thì cái tiền mặt đó, cái tiền giấy đó người ta có thể giữ và không có khai báo với bên sở thuế và trốn thuế cũng có rất nhiều, đúng không quý vị? Đặc biệt là nếu mà tiền giấy này mình đầu tư với ai đó ở nước ngoài, nhất là những doanh nghiệp mà lớn, thì như thế nào đây? Mình phải chuyển một đống tiền lớn đi ra nước ngoài thì rất là khó vận chuyển, đúng không ạ? Chính vì vậy gần đây thì quý vị nhìn thấy tiền trên cái thẻ nó ra đời. Tiền trên cái thẻ này thì rất là thuận tiện, mình không cần phải vận chuyển nặng và mọi thứ nó đi qua, nó có giữ lại cái dữ liệu, cho nên nhà nước họ rất là thích, đúng không? Thì nó hơi rõ ràng được chút xíu, mỗi một lần thay đổi nó đều thay đổi một cái tốt hơn, đúng không? Thì trong cái tiền này thì quý vị đã thấy là nó rõ ràng hơn, dễ vận chuyển hơn, không cần phải cầm tiền trên tay giống như hiện tại bây giờ đó, COVID-19 đó, coronavirus đó, virus nó có thể truyền qua bằng tiền, một người nhiễm bệnh trả tiền cho quý vị mà quý vị cầm lên, lỡ cầm ngay chân cái chỗ cái người trước kia cầm mà người đó bị nhiễm bệnh thì nó lại lây qua cho quý vị rồi, rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Thì cái dòng tiền này, cái dòng tiền điện tử, cái dòng tiền mà trên cái thẻ này nó cũng có thể giúp giải quyết được một số chuyện đó. Nhưng đối với cái thẻ này nè, cái thẻ credit card á, thì quý vị mình quen với cái thói đi xài tiền và quên
quên, nhiều khi mình xài mình hăng say quá, mình chỉ cà thẻ mình xài, nhưng kết cuộc khi mình xài hết tiền mình vẫn chưa hay, lầm nợ rất là nhiều, đúng không ạ? Nó cũng rất là khó để làm ăn với nước ngoài, tại vì mình phải dựa vào ngân hàng. Những cái thời buổi giống như ngân hàng đóng cửa, mình không có thể chuyển tiền ra nước ngoài được nữa rồi, hoặc là mình không có thể làm việc được nữa rồi, thì nó đòi hỏi rất là nhiều, nó còn kẹt nhất nhiều thứ. Cho nên quý vị thấy gần đây tiền điện tử nó ra đời. Tiền điện tử thì nó không cần thiết giờ nào, ngày nào, lúc nào nó cũng có thể chuyển được, và của mình xài không cần phải sợ bị nợ, rất là tiện nghi trong cái thời buổi như thế này. Thì hiện tại á quý vị, hiện tại ở ở đất nước Úc của mình, để Thành trở lại đây Thành cho quý vị thấy nè, cái cơ hội đó. Thời xưa có một anh chàng, ảnh mua có 27 đồng tiền điện tử thôi, 27 đồng tiền điện tử, lúc đó là Bitcoin. Khi họ mua rồi họ quên đi, cái anh này ảnh quên đi, thì 4 năm sau đột nhiên cái đồng tiền Bitcoin này nó lên giá, thì người ta thì ảnh mới nhớ lại và lục ra, kết quả lục được cái tài khoản của ảnh, và ảnh đã chuyển coi như trong vòng 4 năm 27 đô thành 886.000 quý vị trong 4 năm. Đây nói là một cái thị trường, nếu mình biết chụp lấy cơ hội nha, mình sẽ kiếm tiền rất là đơn giản, rất là dễ. Thành cũng muốn cho mọi người nhìn thấy mình ở Úc, đúng không ạ? Thì tất nhiên mình sẽ coi về cái thị trường ở Úc như thế nào. Cái chữ RBA này nó viết tắt cho Reserve Bank Australia, có nghĩa là ngân hàng trung ương của Úc nha. Ở đây thì Thành muốn cho quý vị thấy nè, cái bài báo này đã viết ra là từ tháng 11 2017 đến nay quý vị. Thì ở đây nó nói là RBA nè, đang làm việc với một công ty nào đó, đang chuẩn bị để ra một cái loại tiền nha. Có thể là họ sẽ ra một cái loại tiền viết tắt là DAT, có nghĩa là Digital Australian Dollars, có nghĩa là tiền điện tử riêng của Úc đó quý vị. Mà ngày hôm nay Thành hỏi rất là nhiều người, kể cả tới ngày hôm nay đã 2020 rồi. Cái bài báo này viết là từ năm 2017, mà bữa nay là 2020 rồi đó quý vị. Thì Thành hỏi rất nhiều người, không ai biết về vấn đề này cả, quý vị thấy không? Khi thí dụ nha, một ngày nào đó ở bên trong nhà nước họ đã làm chuyện này chuyện kia, luật pháp đồ đâu ra đó đàng hoàng, và sở thuế họ cũng đã phù hợp hóa tất cả mọi thứ, thì tất nhiên cái ngày đó họ sẽ đưa cái đồng tiền ra mặt khắp thế giới. Thì tới lúc đó quý vị bắt buộc phải tuân theo. Khi một cái xu hướng nó đã thay đổi, cho dù mình có chấp nhận hay là không chấp nhận, mình cũng phải theo nó, đúng không ạ? Thầy nhớ là năm 1999, cái thời buổi đó mình đi ngân hàng ở bên Úc, mình có cái cuốn sổ nhỏ, đúng không ạ? Cái bank book đó. Thì cái thời đó người ta nói trong tương lai đi ngân hàng không cần cái cuốn sổ đó nữa. Thì đa số những người lớn tuổi đó họ không đồng ý, và họ cũng không chấp nhận, và cũng không có nghĩ là nó sẽ thay đổi. Tại vì nếu mà thay đổi thì họ không có biết được cái balance, cái số tiền ở trong ngân hàng của họ như thế nào. Tại vì mỗi lần mình đưa tiền vô ngân hàng thì cái người làm trong ngân hàng họ ghi vô số tiền của mình và stamp rồi đem lại cho mình, đúng không ạ? Thì người ta nghĩ không có cuốn sổ đó thì sẽ không có biết được bao nhiêu tiền trong ngân hàng, và cũng không nghĩ nó thay đổi. Nhưng ngày hôm nay quý vị, ngày hôm nay bao nhiêu người đi ngân hàng mà sử dụng cái cuốn sổ bank book đó nữa, thấy chưa? Khi mà một cái xu thế, xu hướng nó đã thay đổi, cho dù mình có chấp nhận hay là không chấp nhận nó đi chăng nữa, mình cũng phải tuân theo và phải hòa nhập với nó. Đó là cái điểm khác biệt. Đồng tiền ngày hôm nay cũng vậy quý vị. Nên khi nói về đồng tiền thì nó cũng như thế. Khi mà nó thay đổi, quý vị thấy không? Cái xu thế nó thay đổi từ lúc không có tiền cho tới sử dụng vàng, rồi tới sử dụng tiền mặt cắt, rồi tới tiền giấy, rồi tới tiền trên thẻ. Và ngày trong tương lai sẽ là tiền, gọi là tiền điện tử. Mà bây giờ nếu quý vị không chấp nhận nó, nhưng tương lai quý vị cũng phải hòa nhập với nó. Quan trọng là mình có muốn chụp lấy trước khi nó xảy ra, hay là đợi nó xảy ra rồi mình hòa theo nó nha. Đối với tất cả những người giàu nhất trên thế giới, những người tỷ phú, triệu phú,
họ giàu không phải vì gì họ nai lưng ra làm 24 tiếng đồng hồ một giờ quý vị ạ. Mà họ giàu là nhờ họ chụp lấy cơ hội nha. Chụp lấy cơ hội trước khi nó xảy ra. Và họ làm việc bằng cách dùng tiền, kiếm tiền về cho họ, chứ họ không nai lưng ra họ làm nha. Thì đó là cái khác biệt. Ở đây Thành muốn nhắc, Thành muốn nhắc thì quý vị thấy Thành dán một cái hình của bác Warren Buffett, là một tỷ phú khét tiếng về bất động sản. Bác thường hay nói ở đây, nếu quý vị không tìm được một việc làm mà tiền nó kiếm tiền cho quý vị trong lúc quý vị ngủ, thì quý vị phải làm cho tới chết vì đồng tiền. Thì cho nên hình dáng ở đây thường hay là để mỗi lượt xoay lưng qua nhìn thấy nhớ lại mình nên làm gì. Như thế mình phải chụp lấy cơ hội quý vị, phải làm sao để tiền nó tự kiếm tiền cho mình. Thì thí dụ như Thành nói nè, khi mà cái đồng tiền Dogecoin hoặc là một cái tên gì đó sau này họ sử dụng, cái tiền này đã được hình thành ở tại Úc, thì nó bắt buộc ai đó có tiền cũng phải đi đổi lại tiền giấy, đổi lại thành tiền điện tử, đúng không ạ? Mà thời buổi đó nguyên quý vị có 50.000, 100.000 bằng tiền giấy phải đi đổi vô ngân hàng để đổi tiền điện tử, thì như thế nào quý vị? Bảo đảm ai đó cũng có số tiền lớn như vậy đi đổi phải xanh mặt. Tại vì ngân hàng sẽ hỏi anh tiền này ở đâu ra. Chứng minh nguồn gốc của đồng tiền, không chứng minh được là nguy hiểm. Và nếu mình có được cái doanh nghiệp hay là gì đó, mình có thể mình có cách mình chứng minh. Còn nếu mà mình tiền này mình tiết kiệm trong 5 năm, 10 năm thời gian, thì lấy gì chứng minh quý vị? Cho dù mình chứng minh được thì có câu kế nhất định họ sẽ hỏi là tiền này đã đóng thế chưa quý vị. Thành không phải nói những cái này để hù dọa quý vị đâu, nhưng mà thực tế khi nó xảy ra, nó nhất định sẽ xảy ra. Và mình tốt nhất là chuẩn bị trước, chứ đợi nó xảy ra rồi mới đi theo thì có những cái đỡ tay không nổi nha quý vị. Rồi, như thế thôi, một vài chia sẻ như thế. Thì khi nói về tiền điện tử đó quý vị, thì cả thế giới nha, ngày hôm nay đã có trên 2.000 cái loại tiền điện tử quý vị à. Thì cái loại nào đặc biệt, cái loại nào là cái loại mà mình cần phải nhúng tay vào, để không thôi thì mình chụp lấy mà chụp lộn thì nó lại mất tiền nữa, đúng không ạ? Chính vì rất nhiều coin ở ngoài kia bị chụp lầm, nhiều anh em chụp lầm, chụp lộn thứ, cho nên bị mất tiền, rồi bắt đầu bức xúc, rồi nói là nào là tiền điện tử, là tiền trên mạng, là tiền giả, rồi scam, lừa đảo đủ thứ hết. Chính vì mình không có tìm hiểu quý vị không có tiền điện tử nào gọi là lừa đảo cả, mà là chỉ là mình không tìm hiểu kỹ, không coi đúng cái thị trường. Thì ở đây Thành muốn cho mọi người nhìn thấy, đây là cái cô Christine. Cô Christine này á, Christine Lagarde nha, cổ là CEO của Central Bank nha, là người có thể nói là cao nhất trong ngân hàng trung ương tại châu Âu nha, nắm quyền rất là cao và trí coi như là khỏi cần phải bàn nha, trí rất là super đó. Thì ở đây cổ nói là cổ đang tìm kiếm một cái loại tiền điện tử nha. Quý vị có thể vào đặt kiếm ghi cái tên của cổ ra là Christine nha. Thì quý vị sẽ nhìn thấy rất nhiều bài viết, mà ở đây cái bài viết này của cổ nói về cổ đang tìm một cái loại tiền gọi là stable coin, có nghĩa là giá nó phải là bình ha, giá nó không phải lên xuống thất thường nha. Cái loại đồng tiền đó nó phải là giá bình nha, giá cứ thế mà từ từ đi lên, chứ không phải giá ngày hôm nay mà 50 đô, ngày mai nó sụt còn 40 đô, ngày mốt nó lên lại 60 đô, ngày kia nó sụt còn 30 đô. Không phải là như vậy nha quý vị, giá nó không phải lên xuống thất thường. Mà giá lên xuống thất thường là bình thường, là những cái loại sản phẩm chỉ để dành bỏ trong exchange nha, trong thị trường chứng khoán, trong cái exchange, trong cái stock market, để cho mọi người mua và bán nó thôi, bán trên stock market thôi, chứ nó không có cái độ sử dụng thực tụ nha. Những cái gì, thí dụ như ngày hôm nay quý vị bán một cái mắt kiến này nè, cái cặp mắt kiến này 100 đô, sử dụng nhận vô một cái coin nào đó, một cái coin A đi, ngày mai cái coin A này sụt xuống còn 50 đô, thì quý vị nghĩ sao? Là quý vị đã mất giá trị của sản phẩm của quý vị
mới hôm qua nhận vào 100 đô, ngày hôm nay chỉ còn có 50 đô. Vậy thì ngày mai quý vị đâu có muốn bán sản phẩm của quý vị để nhận cái tiền điện tử đó nữa, đúng không ạ? À? Tại vì nó rất là nguy hiểm, mất giá trị thì mất luôn cái giá trị của tài sản của quý vị. Cho nên quý vị không có muốn nhận nó. Tất nhiên không nhận nó, nhiều người không nhận nó thì nó lại càng đi xuống, càng xấu tệ hơn nữa. Chính vì vậy mà cô Christine cũng muốn một cái giá, một cái đồng tiền điện tử mà giá nó phải bình bình và nó đi lên từ từ, chứ nó không phải lên xuống thất thường. Thì đó là cái chỗ đặc biệt của OneCoin chúng ta, quý vị à. OneCoin của chúng ta là đi theo một cái đường hướng tạo một cái giá trị của đồng coin mà nó cứ bình bình và đi lên, chứ nó không có lên xuống thất thường. À, ngày hôm nay quý vị hy vọng là cái video này sẽ giúp cho quý vị hiểu được cái vấn đề cái khác biệt đồng tiền của mình như thế nào. À, thì để có được cái giá trị tất cả mọi thứ Thành luôn luôn nói trong những cái livestream của Thành làm trước giờ. À, tất cả mọi thứ mà muốn có giá trị nó cần có hai yếu tố, đúng không ạ? À? Khi nói đến giá trị nó đều đi qua hai yếu tố. Thứ nhất là cung, thứ hai là cầu, đúng không ạ? À? Khi mình cung ra một cái sản phẩm gì đó, mình cung cấp một cái sản phẩm gì đó mà cái nhu cầu người ta không cần, bảo đảm nó sẽ không có giá trị, đúng không ạ? À? Nhưng mà mình cung cấp ra một cái sản phẩm gì đó mà rất nhiều người cần, thì nó sẽ tạo cái giá trị rất là cao, đúng không? À, thì chính vì như vậy OneCoin của chúng ta đi theo một cái chiến lược vô cùng lớn nha. À, hiện nay OneCoin đã có mặt trên 196 quốc gia và trên 3,6 triệu thành viên. Quý vị, 3,6 triệu thành viên này sẽ là người sử dụng OneCoin. Quý vị nghĩ sao? À, thì nó sẽ tạo lên một cái giá trị phải nói là rất là lớn, giá trị khủng đó quý vị. Thì ở đây nói về độ sử dụng, quý vị nhìn thấy nè, mắt kiến đẹp không? À, đây là những ngày, những tuần trước khi còn bay được, thì ở trong một cái buổi chợ thương mại điện tử tại Sydney ở Úc, thì Thành trao đổi OneCoin nha với cái mắt kiến này. Thì ở đây Thành cũng muốn gửi đến cho quý vị nhìn thấy cái link ở trong Deal Shaker nè, nhá không? Ở trong Deal Shaker hiện tại trong Deal Shaker có 21.972 sản phẩm nha quý vị. Để cho quý vị có thể giao dịch. Thì ở đây quý vị nhìn nè, thấy không? Mắt kiến rất là đẹp, đủ loại, rất nhiều thứ nha. Nha quý vị cứ vào đó. Chút nữa Thành sẽ làm, khi mà Thành post cái video đó, Thành sẽ post cái link này cho quý vị nha. Quý vị sẽ liên lạc trước khi mua thì nên liên lạc người merchant trước cái đã này ha. Liên lạc merchant trước khi quý vị mua những cái sản phẩm ở trong D-Sticker. Thì coi như đây mắt kiến Thành trao đổi bằng OneCoin nha, trao đổi bằng OneCoin. Đây là những cái độ sử dụng, đây những cái gì Thành đeo đây cũng là từ OneCoin, độ sử dụng của OneCoin nha. Thì quý vị ơi, cơ hội nó không phải đến lần thứ hai nha, cơ hội nó không phải đến lần thứ hai. Cho nên mình nên coi, tìm hiểu cho thật kỹ, rồi cần gì thêm thì cứ việc liên lạc cho Thành, hoặc là bất cứ ai ở trong đội ngũ của One Life đều có thể giúp được quý vị. Vài lời như thế thôi. Quý vị giúp Thành share cái video này nha, cứ share nó ra cho tất cả mọi người nhìn thấy, chụp lấy cơ hội. Cần biết gì thêm thì cứ việc liên lạc cho tụi Thành nha. Rồi, cảm ơn quý vị. One for all, all for one. See you guys.